chào anh chị, chào mừng anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Xe Máy Thành Tâm nha. Thì lại là em Anh Thư đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một cái dòng xe mà mang cái hơi hướng là châu Âu nè, kiểu dáng sang chảnh và rất là hiện đại luôn. Thì trước mặt anh chị đây là hai con Vespa đang có mặt ở bên em nha, đời 2018. Rồi em mời anh chị bây giờ mình đi một vòng theo con xe này ha. Thì cái dòng này nó cũng quá quen thuộc rồi nên hôm nay em chỉ báo sơ sơ anh chị mọi người nha. Thì cái ngoại hình thì còn rất là mới luôn, độ mới còn rất là cao nha anh chị ơi. Đầu tiên bên đây là một cái con rất là nổi bật luôn, màu vàng nha. Đó, ai thích sự nổi bật thì đừng nên bỏ qua cái em này. Đây, đó, đầu xe nha. Đây, rồi tới xuống cái mặt nạ nè. Mặt nạ thì rất là nổi bật với cái dòng chữ Vespa màu đen trên cái nền vàng. Đây, thêm cái đường màu đỏ này nữa. Đó, cái về xe cũng còn rất là mới luôn. Xe này nó dùng hệ thống thắng là ABS nha anh chị. Trong xe được màu đen nè, nó hệ thống thắng ABS. Những ốc này kia rất là mới luôn á. Đi qua cái dàn áo bên phải của con màu vàng nha. Đây, thùng xe vẫn còn nguyên tình trạng, không có bị một thụng hay mớp gì hết, rất là mới luôn. Cái cạn xe cũng vậy, cái đồ gác chân nè. Cái này thì được khách trước người ta đổ lên rồi cho mình tiện hơn đó. Đây, dòng chữ Ring. Đèn hậu thì là đèn LED nha, cũng giống như đèn phía trước luôn, rất là đẹp. Dàn áo bên trái cũng xinh không có kém luôn á. Rất là đẹp luôn, mới lên từng chi tiết luôn nha anh chị ơi. Cái yên cũng vậy luôn, những cái công tắc nè còn rất là còn nguyên luôn, không có bị mờ gì hết. Chìa khóa xin còn hai chiếc theo xe luôn nha, còn hai chìa theo xe luôn. Đó, em mở đô cho mọi người xem thử nha. Thì con này mới đi được có 13.509 km thôi, còn rất là mới. Đồng hồ điện tử kết hợp với động cơ nhìn rất là đẹp. Đây là nút mở yên bằng điện nha. Đó, nút mở yên bằng điện. Cốp của Vespa thì rất là rộng luôn, để đồ thoải mái. Kiến zin còn theo xe luôn nha anh chị. Phía trong này nè, rất là mới luôn, từ cái cản xe không có bị chạy xước gì hết. Đó, anh chị nhìn tổng thể một lượt nếu con màu vàng nha. Đó. Rồi bên đây là chuyển qua cái con đen nhám nha. Độ mới hai con nó cũng tương đương nhau, và hai con này là cùng một đời luôn, 2018. Chị xem một vòng nha. Ai thích cái sự mạnh mẽ này thì mình có thể mình cái kiểu dáng của Vespa thường người ta nghĩ ưu tiên cho nữ, nhưng mà thật sự với con màu vàng thì màu đen này thì những anh trai chạy cũng rất là hợp luôn á. Đó, từ chỗ gác chân nè, phía trước gác chân, rồi phía thùng xe, trời nó bóng, rất là bóng sáng luôn. Nhám nhưng mà rất là bóng sáng đó. Độ mới thì còn rất là cao luôn đó nha. Đây, cái Vespa sử dụng động cơ là AGS nha anh chị, nên tiết kiệm nhiên liệu, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Còn bên đây cũng là 125 ABS luôn nha, rất là mới. Đây, em mở auto con này nha, cũng còn hai chìa khóa xin theo xe luôn. Con này thì chạy ít hơn con bên vàng một xíu, mới chạy được 10.792 km thôi. Đó, từ phần mặt nạ trước nhờ những con ốc mà bây giờ gà cái chân gà cũng rất là mới luôn á. Đó, cái phuộc sáng lón luôn. Vespa thì anh chị biết đó, chỉ có một cái phuộc thôi. Cái con này mình đi đường xa rất là tiện nha, tại vì nó có ở phía trước nó có ngăn chứa đồ phụ, và trong đó mình có thể sạc điện thoại được luôn. Rất nhiều tiện ích được tích hợp trong con xe này nha anh chị ơi. Thì nãy giờ tại vì nó quá quen thuộc nên em lướt nhanh qua nha. Cho anh chị thêm tình trạng xe thì em xin nhắc lại, đây là hai con Vespa đời 2018 nha, phiên bản 125 ABS. Anh chị và các bạn nào có hứng thú hơn nữa với con xe này thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của em được để dưới phần mô tả nha. Mọi người nhớ là like, share và subscribe để có thể xem nhiều video xe bên em nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt ạ.